Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Tín Hóa. Ngày 24 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện với Hội đồng nhân dân huyện và các tổ chức thành viên, các cơ quan ban ngành liên quan cấp huyện năm 2017, triển khai chương trình ký kết năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Vũ Thường, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Phạm Xuân Kỳ, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Phạm Tiến Nam, huyện ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Năm 2017, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân, nhưng được sự quan tâm của Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân nên tình hình kinh tế xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Mặt trận và Hội đồng nhân dân đã bám sát quy chế phối hợp, tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân, triển khai thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân có hiệu quả. Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan, ban ngành đã phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm, hợp tình, hợp lý. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng với các tổ chức thành viên, các đoàn thể chính trị huyện đã phối hợp thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền cán bộ hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể phát động. Công tác giám sát được coi trọng, phối hợp hoạt động hiệu quả. Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan, đoàn thể đã ký kết quy chế và chương trình phối hợp công tác năm 2018. Trong đó, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018. Tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, vân vân. Ngày 24 tháng 1, Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Vị Tuyến, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, đại diện các phòng chuyên môn Cục Thuế tỉnh, đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Năm 2017, với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ công chức, Chi cục thuế huyện Tuyên Hóa đã hoàn thành vượt mức dự toán ngành và huyện đề ra. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 65,83 tỷ đồng, đạt 112,8% dự toán tỉnh giao và 109,7% dự toán huyện giao. Trong đó có 8 trên 11 khoản thu hoàn thành vượt mức dự toán, gồm thuế công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu tiền cho thuê đất, thu phí, lệ phí trong cân đối, thu khác ngân sách, thu cố định tài xã và thu theo mục tiêu. Chi cục thuế huyện Tuyên Hóa tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Công tác kê khai thuế, kiểm tra thuế ngày càng hoàn thiện, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế được quan tâm chú trọng. Trong năm đã thu nợ và nộp ngân sách nhà nước 17 tỷ đồng. Năm 2018, Chi cục thuế huyện Tuyên Hóa phấn đấu thu ngân sách nhà nước theo dự toán Ủy ban nhân dân huyện giao là 50 tỷ đồng, cục thuế tỉnh giao là 47,95 tỷ đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Chi cục thuế huyện Tuyên Hóa trong năm 2017, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần nhanh chóng khắc phục để đảm bảo hiệu quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu Chi cục thuế huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác tổ chức, phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, xây dựng các biện pháp mạnh để thu nợ đồng và chống nợ đồng thuế, mở rộng các đối tượng thu thuế như thu tiền khai thác đất, thuế vận tải, thuế thu nhập cá nhân, thuế kinh doanh qua mạng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính. Đối với các địa phương, cần tăng cường công tác quản lý tài nguyên và thu thuế sử dụng đất trên địa bàn, vân vân. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa đã tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thuế năm 2017. Ngày 25 tháng 1, đồng chí Trần Hữu Chức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Xuân Kỳ, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã đến thăm gia đình anh Hoàng Công Văn ở thôn Quảng Hóa, xã Lê Hóa. Gia đình anh Văn vừa có con là Hoàng Tuấn Vũ, học sinh lớp 5 trường tiểu học Lê Hóa, bị đuối nước. Ngày 21 tháng 1 năm 2018, trong khi đi chơi tại khu vực gần cầu 30 thước,
thuộc thôn Quảng Hóa. Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện đã gửi lời thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua đau thương, mất mát để tiếp tục lao động sản xuất, đồng thời trao số tiền hỗ trợ của huyện cho gia đình là 3 triệu đồng. Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng đề nghị lãnh đạo xã Lê Hóa phối hợp với các trường học làm tốt công tác tuyên truyền, nhắc nhở học sinh không được đi chơi ở các khu vực gần khe suối, nhất là trong mùa hè tới, nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Ngày 24 tháng 1, Hội Lam Vân huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị ở tỉnh có đồng chí Hoàng Văn Mịn, Ủy viên Trung ương Hội Lam Vân, Chủ tịch Hội Lam Vân tỉnh. Ở huyện có đồng chí Trần Hữu Chức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Năm 2017, công tác hội và phong trào phát triển kinh tế VAC trong huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao vai trò uy tín của hội trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở địa phương. Toàn huyện hiện có 16 trang trại, trong đó có 13 trang trại chăn nuôi, 2 trang trại lâm nghiệp và 1 trang trại tổng hợp. Trong năm, Hội Lâm Vườn các xã thị trấn đã phát triển thêm 47 mô hình mới làm ăn có hiệu quả, như mô hình nuôi thỏ, nuôi gà thả vườn, trồng cây ăn quả, nuôi ong lấy mật, v.v. góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nhân dân. Hội đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức 25 lớp tập huấn kỹ thuật trồng cỏ, chăn nuôi gia súc cho hơn 1.000 hội viên tham gia. Kết nạp thêm 178 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 2.183 người. Năm 2018, Hội Lâm Vườn huyện Tuyên Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chủ trọng phát triển kinh tế VAC, kinh tế trang trại trong giai đoạn mới, thực hiện chuyển đổi sâu sắc từ phong trào làm VAC dinh dưỡng, VAC xóa đói giảm nghèo sang VAC hàng hóa, VAC kinh tế, phấn đấu hàng năm tăng 20% diện tích vườn được cải thiện, v.v. Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Mịn, Ủy viên Trung ương Hội Lâm Vườn, Chủ tịch Hội Lâm Vườn Quảng Bình đã trao kỷ niệm chương cho cả cá nhân có thành tích hoạt động trong Ban chấp hành Hội Lâm Vườn qua các thời kỳ và trao bằng khen cho các chi hội đã có thành tích trong phong trào phát triển kinh tế VAC và công tác tổ chức Hội Lâm Vườn năm 2017. Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức hội nghị tổng kết Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 8 năm 2017. Đồng chí Hồ Vũ Thường, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao huyện dự và chủ trì hội nghị. Được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở, cùng với sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và công tác xã hội hóa thể dục thể thao, nên Đại hội Thể dục Thể thao huyện Tuyên Hóa lần thứ 8 năm 2017 đã thành công tốt đẹp. Đến ngày 30 tháng 4 năm 2017, 20 trên 20 xã thị trấn và các đơn vị trường học đã hoàn thành Đại hội Thể dục Thể thao cấp mình. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho Đại hội Thể dục Thể thao được cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các đơn vị trường học quan tâm đầu tư. Nhờ đó mà các môn thi đấu trong chương trình đại hội đạt chất lượng chuyên môn cao, thu hút hàng chục ngàn lượt khán giả đến xem và cổ vũ. Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện bắt đầu từ tháng 5 năm 2017 với 8 môn thi đấu, gồm bóng đá, cầu lông, bóng bàn, đua thuyền truyền thống, cờ tướng, đẩy gậy, kéo co và bóng chuyền. Đại hội có 29 đoàn tham gia với 1.013 vận động viên. Theo đánh giá của ban tổ chức, các môn thi đấu tại đại hội đều đảm bảo chất lượng chuyên môn, các đoàn, các vận động viên đều chấp hành tốt những quy định của ban tổ chức, điều lệ đại hội. Thi đấu quyết tâm, trung thực, cao thượng, đảm bảo an toàn. Đặc biệt là lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện đã huy động được hơn 1.800 người tham gia, với màn đồng diễn của gần 1.000 học sinh trường Trung học Phổ thông Tuyên Hóa đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Đại hội Thể dục Thể thao huyện Tuyên Hóa lần thứ 8 thực sự là ngày hội văn hóa thể thao của nhân dân trong toàn huyện. Kết thúc đại hội, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho thị trấn Đồng Lê, giải nhì cho xã Mai Hóa và giải ba cho xã Đồng Hóa. Thông qua kết quả đại hội, đã lựa chọn đoàn vận động viên tham gia Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh đạt được nhiều thành tích cao. Trong năm 2017, đoàn thể thao huyện Tuyên Hóa đã tham gia được 6 môn, đạt 11 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Xếp nhì toàn đoàn giải điền kinh, bóng chuyền nam, cầu lông và xếp thứ 3 toàn đoàn giải bơi lội. Tại hội nghị, ban chỉ đạo đại hội đã trao cờ và phần thưởng cho các đơn vị đạt giải, trao giải khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ 8 năm 2017.
Vừa qua, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai tổ chức bàn giao công trình nhà nhân ái cho hộ gia đình chị Đinh Thị Huy ở thôn 4, Bắc Sơn, xã Thanh Hóa. Gia đình chị Đinh Thị Huy là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã Thanh Hóa. Chồng bỏ đi biệt tích nhiều năm qua, một mình chị nuôi con nhỏ bệnh tật. Trước đây, hai mẹ con chị phải sống trong ngôi nhà lợp mái tranh tơi tàn, không có việc làm ổn định nên điều kiện kinh tế luôn thiếu trước, hụt sau. Ngôi nhà được xây dựng với diện tích khoảng 30m², với tổng kinh phí xây dựng 60 triệu đồng. Đây là số tiền do cán bộ đoàn viên đoàn khối các doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai đóng góp, hỗ trợ thông qua sự kết nối của đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình. Bên cạnh việc bàn giao nhà cho gia đình chị Đinh Thị Huy, đoàn khối các doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai cũng đã tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sacombank tặng 10 suất quà, mỗi suất gồm 300.000 đồng cùng đồ dùng học tập khác cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Thanh Hóa. Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình tặng 30 suất quà, mỗi suất gồm gạo và các nhu yếu phẩm khác cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tổng trị giá cho đợt hỗ trợ là trên 90 triệu đồng. Tình hình công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tuần, từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 21 tháng 1 năm 2018. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Tuyên Hóa đã tăng cường thực hiện các mặt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ va chạm, tai nạn trên địa bàn. Kết quả công tác đối với công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tổ chức 13 ca tuần tra kiểm soát, có 81 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện và xử lý 81 trường hợp vi phạm, trong đó có 29 trường hợp ô tô, 52 trường hợp mô tô. Lập biên bản vi phạm 76 trường hợp, tạm giữ phương tiện 50 trường hợp, tạm giữ giấy tờ 26 trường hợp, xử phạt tại chỗ theo thủ tục không lập biên bản 5 trường hợp, thu 750.000 đồng. Dự kiến số tiền xử phạt theo biên bản đã lập 117.720.000 đồng. Đối với công tác xử lý vi phạm, ra quyết định xử phạt 30 trường hợp, thu vào ngân sách nhà nước 30.480.000 đồng, trả lại giấy tờ tạm giữ 14 trường hợp, trả lại phương tiện 20 trường hợp, xử lý xe 6 trường hợp, tự quyền sử dụng giấy phép lái xe 4 trường hợp. Phó trưởng công an huyện, Trung tá Võ Thanh Bình. Thưa quý vị và các bạn, với sự nỗ lực quyết tâm cao của toàn đảng, toàn dân, sau 6 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Văn Hóa đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, sẵn sàng về đích nông thôn mới năm 2017, theo kế hoạch đã đề ra. Về xã Văn Hóa những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui của cán bộ và nhân dân nơi đây khi xã nhà đã hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đến thăm trường mầm non xã Văn Hóa, khi các giáo viên ở đây đang tổ chức lao động trồng cây xanh, tạo cảnh quan cho ngôi trường mới. Tập thể xây dựng cũng đang hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để bàn giao công trình nhà hiệu bộ 2 tầng vừa được đầu tư trong năm 2017. Với công trình này, trường mầm non Văn Hóa sẽ hoàn thiện cơ sở vật chất để đạt trường chuẩn quốc gia. Đây cũng là khâu cuối cùng trong thực hiện tiêu chí số 5, tiêu chí trường học. Trong 6 năm qua, xã Văn Hóa đã huy động gần 42 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng. Trong đó, nhân dân đóng góp gần 6 tỷ đồng, vốn hỗ trợ của các chương trình và ngân sách nhà nước 36 tỷ 031 triệu đồng. Riêng trong năm 2017, đã có 8 công trình được đầu tư xây dựng với số vốn trên 25 tỷ đồng. Góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đáp ứng nhu cầu làm việc, học tập, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Trong xây dựng nông thôn mới, xã Văn Hóa đã chọn tiêu chí giao thông làm khâu đột phá. Qua 7 năm triển khai thực hiện, hệ thống giao thông trên địa bàn xã, từ đường nội thôn, nội đồng đến các tuyến đường liên thôn, liên xã đã được mở rộng, cứng hóa. Nhân dân trong xã đã hiến đất, hiến tài sản, ngày công trị giá hơn 2 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn. Đến nay, toàn xã có trên 23 km đường giao thông được bê tông hóa, đạt tỷ lệ 85%. Quê hương Văn Hóa trước đây thì thực tế với các đồng chí thì thực tế một cái quê hương mà chưa mưa đã lụt, chưa nắng đã hạn, đời sống của người dân vất vả, trăn trở. Nhưng bây giờ nó có những cái đổi mới hẳn, đổi mới về kinh tế, đổi mới về là các cái mô hình xây dựng, các cái mô hình vẫn đặc biệt xây dựng hạ tầng cơ sở thì thấy là một nét nổi bật. Trong đó một cái nét nổi bật nhất là thấy rằng rất mừng và tin tưởng vào đường lối của Đảng, đó là sự lãnh đạo của Đảng ở chính quyền địa phương. Song song với đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thời gian qua, xã Văn Hóa cũng đã chủ động phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân.
Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các ngành có liên quan hướng dẫn bà con thực hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn, hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả, như mô hình chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cỏ chăn nuôi, các mô hình chăn nuôi bò lai sinh sản, nuôi cá ao hồ, cá lồng bè, mô hình trồng ngô thân lá làm thức ăn cho gia súc đều phát triển tốt và đang được nhân rộng, góp phần đưa các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 3,35%, thu nhập bình quân đầu người đạt 27,8 triệu đồng trên người trên năm. Ao này là diện tích là 1,5 ha. Đấy, nói chung là tôi là chủ yếu là chăn nuôi vịt với là dưới là cá, cá tổng hợp các loài cá. Qua một quá trình là cũng nhờ Ủy ban nhân dân xã giúp đỡ cho cái mô hình của tôi nên là nói chung là cũng là giúp đỡ tận tình và là cho tôi tạo cái điều kiện để đấu thầu cái ao này để làm ăn kinh tế, nói chung mỗi năm là thu nhập cỡ tầm 2 đến 300 triệu. Trên địa bàn xã Văn Hóa hiện có 2 doanh nghiệp thầu xây dựng, một công ty cung cấp vật liệu xây dựng, một hợp tác xã dịch vụ và 13 tổ mộc nề hoạt động có hiệu quả. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên đạt 95,1%. 100% hồ sử dụng điện lưới quốc gia, 95% nhà ở đạt chuẩn theo quy định. Xã đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở. 86,5% người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế. 80% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Các cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo tiêu chuẩn môi trường và an toàn thực phẩm. Đường làng, ngõ xóm, cảnh quan xanh sạch đẹp. 95% hộ dân được sử dụng nước sạch. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh trên 80%. Đến thời điểm này, xã Văn Hóa chúng tôi qua cái đánh giá của ban chỉ đạo thì cơ bản 19 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành. Hiện nay, chúng tôi đang còn chỉ đạo cán bộ công chức và ban phát triển của xã hoàn thành các cái hồ sơ thủ tục pháp lý để là trình với ban chỉ đạo của tỉnh ra quyết định công nhận. Và xây dựng thôn mới, quan điểm của đảng bộ và nhân và chính quyền của xã nhà làm thế nào đó là có cái đổi mới thực sự cho bộ mặt của nông thôn và của người dân xã nhà và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Với quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017, xã Văn Hóa đã phát huy năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò mặt trận và các tổ chức đoàn thể, sự đóng góp của nhân dân, huy động nguồn lực trong và ngoài xã để xây dựng nông thôn mới. Văn Hóa sẽ là xã thứ 3 của huyện Tuyên Hóa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Tuyên Hóa đến đây xin kết thúc. Mời quý vị và các bạn xem lại tại trang web truyenhinhtuyenhoa.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.